Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 57 yêu cầu các đơn vị rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2013 đến năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách thành phố xây dựng kế hoạch, rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục triển khai, thực hiện và đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Kịp thời phát hiện những hạn chế nếu có trong công tác quản lý các dự án, chủ động liên hệ với các sở, ngành, thành phố để được hướng dẫn, khắc phục ngay các nội dung theo thẩm quyền. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và văn bản pháp luật có liên quan.